Trang váng với lý lịch trong Hoa hậu châu Á Jennifer Phạm Jennifer tên khai sinh là Phạm Vũ Phượng Hoàng, sinh ngày 3 tháng 7 năm 1985 tại Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1988, cô theo cha mẹ sang Mỹ định cư và sinh sống tại quận Cam, California. Jennifer Phạm là Hoa hậu châu Á tại Mỹ năm 2006, Miss Asia USA. Cô từng đoạt giải Miss Việt Nam Miss American Top Model, dành cho người mẫu, giải Á hậu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam tại Mỹ. Miss Việt Nam USA năm 2005 và giải Hoa hậu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam miền Nam California năm 2006. Cô kết hôn với nam ca sĩ Quang Dũng vào năm 2007 sau khi tham gia đóng phim Những chiếc lá thời gian của đạo diễn Lê Công Bắc. Tuy nhiên, từ năm 2009, cô và ca sĩ Quang Dũng đã chia tay và cả hai đang cùng chăm sóc con trai Bảo Nam, An Nam. Sau lời cầu hôn tại Monaco hồi đầu năm, vào ngày 19 tháng 12, Jennifer phạm tái hôn. Chồng hai Jennifer Phạm chính là doanh nhân trẻ Nguyễn Đức Hải sinh năm 1980. Sự việc Hoa hậu châu Á tại Mỹ Jennifer Phạm công khai bạn trai mới tên là Hải đang gây tranh cãi trên nhiều diễn đàn lớn nhỏ trong những ngày gần đây. Có ý kiến cho rằng Hải thực chất không yêu đương gì Jennifer Phạm mà chỉ muốn dựa hơi cô để nổi tiếng. Bà mẹ một con trông khá trẻ trung với chiếc áo quay màu trắng, tóc để không quá cầu kỳ bên chồng sắp cưới Nguyễn Đức Hải là con cả trong một gia đình tri thức có tiếng, cha là tiến sĩ khoa học. Mẹ là doanh nhân Trương Thanh Thanh từng là phó chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần phát triển đầu tư công nghệ FPT, một trong những người phụ nữ giàu nhất Việt Nam năm 2012. Ngày trước, Hải làm phó giám đốc trung tâm phân phối sản phẩm Nokia thuộc công ty phân phối FPT. Nguyễn Đức Hải từng theo bố mẹ sang Liên Xô học tập trong thời kỳ đất nước khó khăn. Trở về Việt Nam, Nguyễn Đức Hải học ở trường chuyên Lê Hồng Phong. Anh thi đỗ cả ba trường đại học hàng đầu, luật, kinh tế. Bách khoa và chọn trở thành một kỹ sư điện tử viễn thông, tốt nghiệp đại học, Nguyễn Đức Hải tham gia kinh doanh, góp phần cùng FPT đưa thương hiệu Votu, Nokia phát triển ở Việt Nam. Năm 2007, Nguyễn Đức Hải sang Mỹ học lấy bằng quản trị kinh doanh tại Đại học Georgetown, Washington, DC. Năm 2009, anh trở về nước làm việc ở một quỹ đầu tư và tiếp tục những dự án riêng, có không ít ý kiến tranh luận rằng với việc kinh doanh nhát ngừng, có phần không được chuyên nghiệp đó đức hải liệu có xứng đáng với cái mắc doanh nhân mà mọi người vẫn hay gọi tuy nhiên cũng không thể phủ nhận những cố gắng nỗ lực của đức hải trong công việc và trong những ngày tất bật chuẩn bị cho hôn nhân doanh nhân nguyễn đức hải vẫn đang tiếp tục những dự án mới còn jennifer phạm cũng không ngừng công việc mc sau khi trở thành chồng của jennifer phạm đức hải tự nhiên được báo chí gắn thêm các mắc doanh nhân tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng để gọi đức hải là doanh nhân thì chưa tới tầm nhưng dù có thực sự là doanh nhân hay không thì 9 giờ sáng nay, Đức Hải cũng đã cùng người thân có mặt tại nhà gái làm lễ rước Jennifer Phạm. Khác với những đồn đoán của báo chí trước đó, lễ rước dâu của Jennifer diễn ra khá đơn giản nhưng trang trọng và lịch sự. Hoa hậu bốn con Jennifer Phạm giàu có cỡ nào? Jennifer Phạm là một trong những nàng hậu được ngưỡng mộ trong showbiz bởi cuộc sống giàu sang, viên mãn bên chồng doanh nhân và ba con. Jennifer Phạm sinh năm 1985 đăng quang Hoa hậu châu Á tại Mỹ năm 2006. Năm 2007 nàng hậu kết hôn với ca sĩ Quang Dũng, cặp đôi có với nhau một con trai nhưng cuộc tình nhanh chóng đổ vỡ chỉ sau hai năm bên nhau. Sau cuộc hôn nhân đầu không trọn vẹn, Jennifer Phạm tìm được bến đỗ mới bên doanh nhân Nguyễn Đức Hải, ông xã của cô là con cả trong một gia đình tri thức có tiếng. Ngoài kế thừa công việc kinh doanh của gia đình, Đức Hải còn là chủ sở hữu hai phòng tập thể hình ở Hà Nội. Dù có chồng đại gia, nhưng người đẹp sinh năm 1985 vẫn chăm chỉ xuất hiện trong nhiều hoạt động của showbiz, đặc biệt là lĩnh vực MC và người mẫu quảng cáo. Trong các sự kiện, Jennifer Phạm luôn xuất hiện chìn chu với những bộ cánh hàng hiệu lộng lẫy, kết hợp cùng các phụ kiện đắt giá khiến cô trở nên đầy sang chảnh, quý phái. Bên cạnh biệt thự xa hoa và loạt hàng hiệu đắt đỏ, Jennifer Phạm cũng sở hữu nhiều xế hộp tiền tỷ. Năm 2010, cô tậu chiếc xe có giá 1,5 tỷ đồng. Đến năm 2016, người đẹp sắm liền cho mình hai chiếc xe hơn 3 tỷ đồng. Cuộc sống hiện tại của Jennifer Phạm được cô dùng từ viên mãn để miêu tả. Sau 10 năm kết hôn với chồng doanh nhân, Jennifer Phạm liên tiếp sinh ba người con gồm hai gái, một trai. Khi chưa có dịch Covid-19, gia đình cô thường đưa các con đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Mới đây khi dịch bệnh trong nước được kiểm soát, gia đình Hoa hậu đã có chuyến nghỉ dưỡng dài ngày tại Phú Quốc trong những chuyến du lịch Doanh nhân Đức Hải là người luôn sẵn sàng ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của Jennifer Phạm. Ở loạt ảnh mới đăng tải, Jennifer Phạm nhận được nhiều lời khen của bạn bè và khán giả mến mộ bởi nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ trong chiếc váy hở lưng màu trắng đầy nữ tính. Trong nhiều bức ảnh được đăng tải trên trang cá nhân, người đẹp 37 tuổi vẫn khiến nhiều người phải trầm trồ bởi vóc dáng thon gọn và quyến rũ dù đã trải qua 4 lần sinh nở. Đây là thành quả nhờ quá trình chăm chỉ tập thể dục và ăn uống khoa học của hoa hậu trong nhiều bức ảnh được đăng tải trên trang cá nhân, người đẹp 37 tuổi vẫn khiến nhiều người phải châm trồ bởi vóc dáng thon gọn và quyến rũ dù đã trải qua 4 lần sinh nở. Đây là thành quả nhờ quá trình chăm chỉ tập thể dục và ăn uống khoa học của Hoa hậu. Jennifer Phạm, phụ nữ phải có sự nghiệp riêng chứ không ỉ lại chồng nuôi trên trang cá nhân. Hoa hậu Jennifer Phạm gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh mới khoe nhan sắc rạng rỡ. Người đẹp chọn thiết kế váy nữ tính, gây ấn tượng bởi vẻ ngoài ngọt ngào cùng vóc dáng thon gọn dù đã trải qua nhiều lần sinh con. Kèm theo đó, nàng hậu 8x chia sẻ, luôn vui vẻ sống hết mình với cuộc sống hiện tại chính là cách để không vướng bận vào quá khứ cũng như tạo động lực hướng tới tương lai tích cực. Bài viết nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhiều người dành lời khen ngợi cho nhan sắc, đồng thời ngưỡng mộ cuộc sống hôn nhân viên mãn của cô. Một tài khoản bình luận, "Mình bằng tuổi Jennifer, mình rất hâm mộ và thần tượng bạn." Chúc bạn luôn hạnh phúc và thành công hơn nữa. Người xem khác chia sẻ, người phụ nữ có phúc mới được trời ban cho người chồng yêu thương và chăm sóc mình. Em xứng đáng và hãy hãnh diện vì điều đó. Chúc em mãi hạnh phúc nhé. Dù vậy, người đẹp sinh năm 1985 vẫn vướng phải ý kiến trái chiều khi đăng tải dòng trạng thái này. Cụ thể, một cư dân mạng